Xin kính chào các anh chị và các bạn. Trên tay mình đó là một cái sản phẩm tay nắm tủ được gia công đúc hợp kim Artimon, sau đó sơn cách điệu màu trắng và kết hợp mối màu vàng, tạo nên một cái sản phẩm rất là sang trọng và cổ điển. Cái sản phẩm này khi lắp đặt trên các cái cánh cửa tủ hoặc là ngăn kéo, đặc biệt các cái sản phẩm đồ gỗ nội thất mang cái kiểu dáng cổ điển châu Âu hoặc Á Đông đều rất là phù hợp, rất là sang trọng và lịch sự. Các đường nét gia công rất là tinh tế. Thì kích thước của cái sản phẩm này là, và vị trí lỗ vít là 128mm. Thì nếu các anh chị có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với các đại lý để được tư vấn cụ thể về cái dòng sản phẩm như thế này hoặc là các dòng sản phẩm tương tự khác.